Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý? Hãy đến ngay shop khởi nghiệp, sửa may bỏ xỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách buôn xỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 097-220-9844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. Chàng trai Sài Gòn kiếm 41 tỷ đồng qua mạng, khá bảnh chưa là gì. Bằng việc upload các video lên kênh YouTube, bán quảng cáo Google hay Facebook, nhiều người đã sở hữu mức thu nhập lên tới hàng nghìn USD mỗi tháng. Và kênh YouTube khá bảnh được bật chức năng kiếm tiền từ năm 2018. YouTube giữ 45% doanh thu nhận từ các nhãn hàng và chuyển 55% cho người làm nội dung. Trước thời điểm bị YouTube xóa kênh, doanh thu 30 ngày gần nhất của kênh YouTube khá bảnh vào khoảng 15.300 đến 244.700 USD, với số lượt xem trung bình là 61,1 triệu trên một tháng. Trang thống kê này ước tính doanh thu hàng tháng và hàng năm của các kênh YouTube thông qua số lượt view của các video mà chủ kênh này đăng tải. Theo đó, mức doanh thu trên mỗi 1.000 lượt xem trên YouTube hiện nay vào khoảng 0,3 đến 4 USD, tương đương với 7.000 đến 93.000 đồng trên 1.000 lượt xem, tùy vào view tại khu vực nào trên thế giới. Nguyễn Hà Đông đã kiếm được số tiền khổng lồ trong thời gian ngắn. Flappy Bird đã đạt hơn 50 triệu lượt tải và 90.000 lượt đánh giá chỉ trong vòng 9 tháng tồn tại, trở thành một trong những game ăn khách nhất trong những năm gần đây. Flappy Bird đã mang về cho Nguyễn Hà Đông số tiền khoảng 3 triệu USD, The Richest ước tính. Trang này đánh giá, số tiền như vậy chưa phải là lớn nếu so với các triệu phú Internet khác. Tuy nhiên, điều đang nói là Nguyễn Hà Đông kiếm được số tiền này trong vòng chỉ 60 ngày. Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được văn bản từ Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy thu thuế đối với một người dân có hộ khẩu tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Người này đã được Google chuyển cho hơn 727.000 USD, tức là khoảng 17 tỷ đồng từ năm 2014 đến 2017. Dù đã nhận đủ số tiền trên, nhưng người này không đóng thuế theo quy định. Và một người viết chương trình trò chơi được tải nhiều trên mạng Facebook, Google hay YouTube và đã chạy quảng cáo trên các chương trình này được trả hơn 41 tỷ đồng trong hai năm 2016 và 2017 nhưng không kê khai và nộp thuế. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy thu và phạt 4,1 tỷ đồng, trong đó gần 3 tỷ là tiền truy thu, còn lại là tiền phạt và chậm nộp. Theo Nam Hải, ICT News, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.